Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái video về cái chủ đề rất là hấp dẫn, đó là hướng dẫn các bạn cách điệu chân dung nhân vật. Nào giờ về phần cách điệu thì mình cũng đã từng hướng dẫn các bạn rất là nhiều, nhưng mà đa số là làm về cái phần động vật hoa lá hay là chim muông. Những cái chủ đề đó nó thực sự là nó không có khó khăn nhiều, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ làm một cái chủ đề nó khó khăn, nó phức tạp hơn, đó là cách điệu chân dung hẳn một con người. Và chúng ta từng nhìn thấy trên các mạng internet đó, rất là đẹp, rất là hoành tráng, nhưng mà mình cũng muốn làm nhưng mà chưa bao giờ mình làm được. Thì hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và để cho bản thân mình có thể vẽ ra một bức chân dung được cách điệu thật là đẹp, không hề thua kém những bức tranh mà chúng ta đã được nhìn thấy đó. Khi bắt đầu hướng dẫn thì mình muốn tám chuyện sơ qua về cái phần ngoài lề trước, đó là chúng ta cách điệu một cái bài chân dung thường để làm gì. Thì cái này tùy vào cái nhu cầu của mỗi người, mình có thể cách điệu để ứng dụng vào việc là trang trí một cái bìa sách nào đó, hoặc có thể là trang trí một cái poster mà mình thấy là poster là nhiều, hoặc đơn giản là mình thần tượng một ai đó thì mình có thể cách điệu người ta xong rồi mình đem treo lên đầu giường để mình có thể nhìn ngắm mỗi ngày. Để các bạn dễ hình dung hơn thì mình có hai cái bức hình chụp lại cái bài vẽ của bạn cô học trò của mình. Bạn này học bên trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, khoa thiết kế đồ họa, và bạn này là đang cách điệu một cái nhân vật trong bộ phim Thiên Nga Đen, như là cái cô diễn viên này tên là Natalie. Thì khi mình cách điệu thì sẽ ra như thế này, tùy vào cái gu của mình cách điệu nó sẽ mỗi người mỗi khác. Hoặc là đây là cái bài cách điệu chân dung tự họa của bạn đó. Cái này là mình phải yêu bản thân nhiều lắm mình mới làm được đó nha. Đây là mình chỉ có hai bức ảnh này thôi. Các bạn nào mà muốn xem nhiều hơn thì mời các bạn qua Pinterest. Ở đó có rất là nhiều tranh ảnh và mình có thể tha hồ ngắm nghía và tham khảo. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào cái phần chính của video ngày hôm nay nha. Và nhân vật chính được nhắc đến ngày hôm nay đó chính là anh ca sĩ Tuấn Cùi. Anh ca sĩ Tuấn Cùi được biết đến qua các bài hát rất nổi tiếng như là Starboy nè, Blinding Light nè, Save Your Tears hay là In Your Eyes nè. Nghe đến các bài hát thì các bạn cũng đã đoán được anh này là anh nào rồi, đúng không? Vâng, đó chính là anh Tuấn Cùi của mình. Các bạn có thể đọc ngược lại là anh cuối tuần, mà cuối tuần có nghĩa là weekend, và anh này chính là anh weekend. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách để mà cách điệu anh Tuấn Cùi của mình nhé. Và đây là cái bức ảnh mà mình đã sử dụng để làm tư liệu cho cái video này. Đây, đúng là cái thần tượng mình có khác rất là khôn ngầu và đẹp trai. Anh Tuấn Cùi của mình sẽ được chia ra làm 3 bước, tương ứng với 3 cái bức hình mà mình treo lên đây. Và mình đây là cái bức mình vẽ ra nha. Và ở đây là anh Tuấn Cùi thứ nhất nè, là anh Tuấn Cùi ký họa nè. Anh này là Tuấn Cùi phân khối nè. Và anh Tuấn Cùi thứ ba là đã được cắt điệu rồi. Chúng ta sẽ cùng phân tích kỹ hơn về anh số 1, anh Tuấn Cùi ký họa nhé. Đối với anh Tuấn Cùi số 1, anh Tuấn Cùi ký họa, thì đây là cái bước đầu tiên và rất là cần thiết mình phải làm để cho mình có thể bắt được dáng nè, được đặc điểm mẫu nè. Đây là mình vẽ ra từ anh này ha. Và mình có thể bắt được tỷ lệ nè, hay là khối lớn và sinh tố lớn trên gương mặt mẫu. Và nhờ đó mình có thể tạo ra một cái khuôn ban đầu và dùng cái khuôn này để mình có thể đem qua bước số 2 để mình có thể phân khối trên đó. Mỗi lúc mà mình vẽ cái anh Tuấn Cùi này á, mình đều bật nhạc ảnh lên để nghe, để lấy cảm hứng, và nhờ cái việc mà mình vẽ anh này ra cho nên nó giúp cho mình có thể nhớ được cái đặc điểm anh này lâu hơn trong đầu, và khi mình dùng nó để vẽ những cái bức tiếp theo á, thì nó sẽ dễ dàng hơn và nó không bị khác mẫu quá.
ở anh Tuấn Cùi thứ hai là anh sẽ được phân khối dựa theo cái khuôn mà mình tạo ra ở anh số 1. Rồi sau đó mình sẽ dùng giấy can nè, tờ một tờ giấy can này, và mình can cái khuôn này ra, đem qua đây mình chép lại. Chép xong mình sẽ vận dụng hết mức có thể cái khả năng, cái vốn mà hình họa để mình phân chi diện trên gương mặt ảnh. Bạn nào mà chưa được học cái phần hình họa chân dung á, thì mình có thể tìm cách khác bằng cách là tham khảo một số cái tài liệu trên mạng về cái phân khối chân dung. Mình có thể dựa vào đó và mình lấy cái khuôn đó mình đem vào cái người mình đang cắt điệu. Thì thực ra cái nhân vật nào cũng có những cái phân diện như nhau cả thôi, chẳng qua là mình khác ở góc độ và mình cố gắng là mình phân cho được. Việc mà mình biết sơ qua hay là biết tốt về cái hình họa chân dung á, nó rất là có lợi, nó giúp cho mình có thể cắt điệu ra được một bức chân dung nó tốt hơn về mặt hình khối. Biết cách nắm bắt hình khối giúp cho cái công đoạn cắt điệu trở nên thật là dễ dàng. Các bạn nên nhớ rằng mình đang cắt điệu thì mình sẽ lọc bớt những cái chi tiết dư thừa chúng ta đã làm khác đi so với thực tế rồi, và mình chỉ chọn lọc giữ lại những cái gì mà nó đặc trưng nhất của cái người mẫu thôi. Các bạn có thể so sánh giữa hai hình, đây là cái hình đã được cắt điệu này và cái hình ở dạng phân khối. Thì cái anh Tuấn Cùi này á, là mình đã phân chia rất là nhiều mảng, vô cùng phức tạp. Còn khi mà đã qua cắt điệu á, thì mình đã lọc bớt đi, mình vẽ lại những cái gì mà nó đơn giản thôi. Mình để số lượng nó ít lại thôi, và chỉ có trên phần ngũ quan là mắt, mũi, miệng là mình chi diện kỹ thôi. Tại vì vẽ chân dung mà, thì ngũ quan là cái phần quan trọng nhất để thể hiện ra người đó là ai. Để mình chỉ cho các bạn kỹ hơn. Ví dụ nhé, các bạn so sánh hai cái bức này, cũng là phân khối, nhưng mà cái bức phân khối thứ hai này thì mình thấy đó, rất là nhiều mảng chi tiết trên này, và mình phân khối theo cái đường tự nhiên, cái khối tự nhiên có sẵn trên gương mặt mẫu. Qua cái bước cắt điệu thì mình đã lọc bớt đi một số mảng không cần thiết, chỉ trừ những cái mảng mà trên phần mắt nè, một số mảng trên mũi thì mình cũng bớt đi rồi, và trên môi. Ví dụ như cái phần trán này, các bạn so sánh hai cái trán này, ví dụ trán này là trán người thiệt nè, nhưng mà trán này phân theo cái cách điệu của mình, đây là cách kiểu của mình á, mình chỉ lấy cái mảng mà nó na ná cái hướng khối á, rồi mình chia. Việc mà mình phân chia mảng trong cái phần cách điệu á, mình còn phải tuân theo cái ánh sáng mà trên gương mặt người mẫu nữa. Thì cái này mình sẽ phân theo ánh sáng nhiều hơn là phân theo khối có sẵn trên người mẫu. Ví dụ như cái phần mặt bên này, các bạn thấy không? Mình không có giữ lại cái chi tiết trên này, mình chỉ giữ lại là cái đường quan trọng như đường này thôi. Đó. Còn đường này này cũng vậy nè, giữ lại phần râu nè, giữ lại nè. Phần tóc thì mình đã quy nó về cái mảng hình đơn giản nhất có thể để có thể chuyển độ. Phần cổ mình cũng chi diện theo cái vừa theo khối cơ, nhưng mà chỉ là một hai mảng đơn giản thôi nhá. Và mình chia theo cái ánh sáng luôn, các bạn so sánh cổ của cái bài phân diện trên cái cách điệu á và cái hình mẫu nè. Tại vì mình cách điệu mà mình không chỉ là phân trên cái khối cơ có sẵn, mà mình còn phải bắt cái ánh sáng nữa, không gian lúc đó nữa. Rồi phần áo thì mình vẽ đại diện thôi, và mình cắt điệu một tí về phần cổ áo, ví dụ phần cổ áo này đi, và phần áo thun bên trong màu đen thì mình cho nó thành hình như thế này đó. Thì đấy là cái cách mà mình lọc bớt mảng, mình lấy mảng hình theo cái vừa theo khối mà vừa theo cái ánh sáng có trên gương mặt mẫu lúc đó. Nói chung á, cái kiểu cắt điệu của mình là đã tuân theo cái cấu trúc tự nhiên rất là nhiều rồi. Một số người khác người ta có thể cắt điệu theo kiểu là làm quá lên cái thực tế. Ví dụ như là người mẫu môi dày thì người ta sẽ làm cái môi nó dày và bự hơn thêm. Người mẫu mà mắt to, người ta sẽ làm cho cái mắt nó to, bự hơn nữa và chi diện thật là kỹ chỗ đó. Nói chung, các bạn nên nhớ rằng
mình đang cách điệu chân dung thì cái phần ngũ quan, mắt, mũi, miệng là quan trọng nhất và mình phải để ý và làm kỹ cái phần này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem chơi cái bức mà cái anh Tuấn Cùi này sau khi đã được lên sắc độ thì nó xảy ra cái hiệu ứng như thế nào. Nói chung là xem chơi thôi nha. Nói chung là không có giống được anh Tuấn Cùi cho lắm, chỉ giống được cái môi giày của ảnh thôi. Mục đích là để cho các bạn xem, để thấy được cái hiệu ứng khi mà mình chi diện và mình tô màu lên nó sẽ như thế này đây. Hy vọng rằng các bạn tuy rằng xem chơi nhưng mà các bạn có thể làm thiệt và vẽ ra được một bức chân dung cách điệu có thể đẹp hơn cả mình nữa. Cái đó làm mình vui rất là nhiều. Và cái phần này cũng kết thúc video của mình ngày hôm nay. Hy vọng rằng video này nó sẽ mang lại cho các bạn một cái ý nghĩa nào đó, một cái bài học nào đó. Và cái mong ước của mình là các bạn có thể tiếp tục ủng hộ mình cho những cái video tiếp theo, để cho mình có thể có cái động lực làm thêm nhiều video nữa. À khoan, các bạn ơi, nếu các bạn muốn xem tiếp phần mà mình tô màu cho anh Weekend này á, thì hãy bình luận và subscribe cho kênh của mình nhé. Các bạn ơi, ai rồi cũng mập. Bye bye. Bye bye Thiệt nha. Giờ mình bye Thiệt đó. Bye bye.